hậu Đặng Thu Thảo, cô bé bán quần áo bartender, cuối cùng cũng cầm trên tay tấm bằng đại học. Mặc dù điều kiện gia đình vất vả, từng phải bán quần áo mỹ phẩm bartender, nhưng Đặng Thu Thảo vẫn quyết tâm theo đuổi kiến thức. Mặc dù bận rộn với vai trò đại sứ của nhiều chương trình cộng đồng, từ thiện hay các nhãn hàng, nhưng Đặng Thu Thảo vẫn tập trung tối đa cho việc học. Mục tiêu của người đẹp là lấy được tấm bằng đại học để lấn sân sang lĩnh vực kinh doanh và bắt đầu tập trung cho những dự án riêng đã ấp ủ từ lâu. Nhưng ít ai biết, chặng đường để chạm tay vào tấm bằng cử nhân của người đẹp phải trải qua rất nhiều gian nan. Trên trang cá nhân của mình, Đặng Thu Thảo chia sẻ, rồi ngày ấy cũng đã đến, hôm nay cầm tấm bằng đại học trên tay mà Thảo không khỏi bồi hồi, pha lẫn xúc động. Còn nhớ thời điểm 6-7 năm, trước khi vừa tốt nghiệp trung học phổ thông, gia đình trải qua vô vàn khó khăn và gặp nhiều biến cố. Chi phí sinh hoạt bình thường còn khó, huống hồ cho con cái đi học đại học. Đến giờ, Thảo vẫn nhớ như in câu nói ba mẹ nói với mình, xin lỗi con gái nhiều vì điều kiện gia đình mà đành để con ở nhà, ba mẹ biết so với bạn bè con thua thiệt nhiều. Bây giờ nhớ tới mắt vẫn đỏ hoe, mất ước quá. Một thời gian sau, ba mẹ và Thảo xảy ra mâu thuẫn. Ba mẹ thì muốn Thảo ở nhà làm việc phụ mẹ, còn bản thân Thảo lại muốn lên Cần Thơ đi làm và học tiếp. Lúc đó Thảo nghĩ rằng chỉ có học tập mới giúp đỡ được mình và gia đình mình sau này. Sau rất nhiều lần thuyết phục ba mẹ thì cuối cùng Thảo cũng được đi học, đi đến vùng đất mới, xa gia đình và bắt đầu những hoài bão cuộc sống tự lập. Năm đó Thảo 18 tuổi. Hoa hậu Việt Nam 2012 còn chia sẻ thêm việc từng phải bán mỹ phẩm, bán quần áo bartender để giành giụm được 6-7 triệu đóng tiền học, khiến Đặng Thu Thảo rất trân trọng những gì có được ngày hôm nay. Thảo đã từ bỏ nhiều cơ hội công việc trong showbiz, nơi ánh hào quang mà bao cô gái hằng ao ước và danh hiệu hoa hậu mang lại chỉ để tập trung cho việc học tập. Khoảng thời gian vội vã cân bằng giữa đi học và các dự án chương trình, các công việc khó lòng mà từ chối với những vai trò khác ngoài việc học. Những chuyến bay đêm mệt mỏi để kịp giờ lên lớp, tất cả khó khăn nhất định đã xảy ra, nhưng rồi tất cả cũng đã qua. Cuối cùng, người đẹp gốc Bạc Liêu kết lại rằng đôi khi bạn cần phải can đảm đóng những cánh cửa không hợp với mình. Điều đó sẽ giúp bạn tìm được những cánh cửa mà mình thuộc về. Chỉ cần bạn biết bản thân phù hợp với điều gì, cần gì thì dù sớm hay muộn, bạn sẽ đi được đến nơi mà mình muốn đến. Tò mò cảnh vượt rào khi chưa đủ 18 tuổi của mỹ nhân Việt. Gia nhập showbiz khi còn trẻ, đồng nghĩa với việc họ sẽ trải nghiệm khá nhiều lần đầu tiên trên màn ảnh. Angela Phương Trinh nhận lời quay phim Biết Chết Liền vào năm 2012. Khi đó cô vừa 17 tuổi, cùng hàng loạt scandal tai tiếng. Phim công chiếu mùa hè năm 2013 gây sốc cho người hâm mộ bởi những cảnh nóng táo bạo của bà mẹ nhí với bạn diễn Sơn Ngọc Minh. Trong Biết Chết Liền, diễn viên sinh năm 1995 được dịp khoe vóc dáng gợi cảm trong bộ bikini hai mảnh, thu hút ánh nhìn nhưng bị chê thiếu cảm xúc. Mỹ nhân 17 tuổi tự tin tống cảnh tắm, nóng bỏng không cần diễn viên đóng thế. Phim kể về thân thế bí ẩn của Hương, Angela Phương Trinh, con gái một ông chủ resort nổi tiếng, cùng mối tình lãng mạn với cậu bạn Sơn là Sơn Ngọc Minh thủ vai. Lưu Đê Ly, biệt danh Ly Ba Lan, gây xôn xao dư luận khi nhận lời đóng cảnh giường chiếu trong một bộ phim của Ba Lan, Mocha Grill. Thời điểm đóng phim, cô nàng đang là học sinh lớp 11 và phải bảo lưu kết quả để sang Ba Lan đóng phim. Mocha Grill kể về một võ sĩ quyền Anh sắp qua đời, anh muốn có con với một cô gái trẻ người Việt. Diễn viên 17 tuổi chia sẻ cô được mẹ ruột truyền kinh nghiệm để thực hiện cảnh nóng táo bạo này. Bộ phim giúp tên tuổi Lưu Đê Ly được nhiều khán giả Việt Nam biết tới. Sau này, cô từng cho biết mình sẵn sàng đóng cảnh nóng nếu được đạo diễn yêu cầu. Khay Thiên Nguyễn là người đẹp tiếp theo nối gót các đàn chị khi đóng cảnh nóng trong Em Chưa 18. Cảnh âu yếm của Khay Thiên Nguyễn và Kiều Minh Tuấn được ekip sản xuất chia sẻ là cảnh nóng nhẹ nhàng. Mới 17 tuổi, nhưng Khay Thiên Nguyễn đã rất táo bạo với những bộ ảnh gợi cảm. Ánh mắt đầy cảm xúc của cô nàng khiến nhiều khán giả tò mò về tác phẩm mới của Charlie Nguyễn sản xuất. Thùy Anh của bộ tứ 10A8 nhận lời đạo diễn Nguyễn Hàm Điệp tham gia bộ phim Đập Cánh Giữa Không Trung với nhiều cảnh gợi cảm khi vừa 18 tuổi. Trong đó, cảnh nóng táo bạo của cô và đàn anh Trần Bảo Sơn được nhiều khán giả choáng váng vì quá trần trụi. Bên cạnh đó, diễn xuất của cô gái trẻ nhận được nhiều lời khen ngợi của giới chuyên môn. Tăng Thanh Hà được mệnh danh là Ngọc Nữ màn ảnh Việt,
với vẻ đẹp trong sáng và thánh thiện. Cảnh quay Hà Tăng bị một tên cướp xé áo đe dọa trong dốc tình khiến nhiều người bất mãn. Khi đóng dốc tình, Tăng Thanh Hà vừa tròn 18 tuổi. Khi đã có tên tuổi trong làng giải trí, người đẹp sinh năm 1986, không ngại đóng cảnh gợi cảm trong nhiều tác phẩm như Đẹp Từng cm hay là Mỹ Nhân Kế. Trước khi đăng quang Hoa hậu Việt Nam năm 1992, Hà Kiều Anh từng trút bỏ sim y trong Người tình mộng mơ, thời điểm đóng phim Hoa hậu mới 16 tuổi. Sau này, Hà Kiều Anh còn gây xôn xao dư luận với hai cảnh nóng trong Đẻ Mướn và Lục Phân Tiên. Muôn vàn lý do khiến Sao Việt bỏ diễn giữa chừng. Dù chưa ra sân khấu hay đang trình diễn, các Sao Việt vẫn quyết định bỏ show vì nhiều lý do khác nhau. Sơn Tùng MTP bỏ hát vì thấy fan ngất xỉu. Tối 23 tháng 3, Sơn Tùng MTP đã tham gia biểu diễn trong sự kiện Giờ Trái Đất diễn ra tại Hưng Yên. Đêm nhạc thu hút rất đông các khán giả có mặt để nghe và ngắm thần tượng hát. Sơn Tùng MTP mang đến hai ca khúc đang làm mưa làm gió của mình trong thời gian qua là Lạc Trôi và Nơi Này Có Anh. Vừa biểu diễn, nam ca sĩ gốc Thái Bình còn tự khuấy động không khí khi yêu cầu khán giả giơ tay lên và nói: "Quẩy lên à, ai thuộc hát theo Tùng à?" Tuy nhiên, các khán giả đã không giữ được bình tĩnh khi liên tục thể hiện sự phấn khích, xô đẩy chen lấn, khiến Sơn Tùng MTP nhiều lần nhắc nhở: "Cảm ơn Hưng Yên, mọi người đừng chen, Tùng sợ mọi người đâu, mọi người vui nhưng giữ được sự an toàn nhé." Khi đang biểu diễn gần hết bản hit Nơi Này Có Anh, một fan đã ngất xỉu khi được công an giải thoát khỏi đám đông. Đêm nhạc của ca khúc này cũng được cho dừng và Sơn Tùng MTP phát biểu ngắn gọn: "Mọi người ơi, Tùng rất tiếc vì có người bị ngất rồi. Tùng xin lỗi Hưng Yên rất nhiều", rồi đi thẳng vào hậu trường. Trường Giang bỏ về khi bị ném chai lên sân khấu. Tối ngày 8 tháng 2, 2017, danh hài Trường Giang tham gia một chương trình ở Tây Ninh với sự tham dự của rất đông khán giả địa phương. Đêm diễn xảy ra tình trạng lộn xộn khi khán giả đổ xô lên sân khấu tặng hoa, khiến bạn trai Nhã Phương mất tập trung khi biểu diễn. Trường Giang cũng mất bình tĩnh khi một khán giả ném chai lên sân khấu. Sau khi lên tiếng trách móc bộ phận bảo vệ không biết giữ trật tự, anh tỏ rõ thái độ khó chịu: "Ai quăng cái chai vậy, bảo vệ đâu, thôi đi vô không diễn nữa đi vô." Sự việc này cũng gây tranh cãi vài ngày sau đó và lắng xuống. Bảo Thy bỏ diễn vì bị sàm sỡ. Trong lần biểu diễn tại Gia Lai vài năm trước, Bảo Thy bất ngờ bị một khán giả phát cuồng lao lên sân khấu ôm chầm và có hành động sàm sỡ. Theo phản xạ tự nhiên, nữ ca sĩ quyết liệt chống cự. Sau khi sự cố, Bảo Thy lấy lại bình tĩnh chia sẻ với khán giả: "Các bạn có thấy khán giả vừa rồi hơi quá khích không ạ? À? Thực sự bạn đã làm cho Bảo Thy không tự tin khi đứng đây hát nữa." Sau đó, nữ ca sĩ rời khỏi sân khấu. Đàm Vĩnh Hưng bị khán giả xịt hơi cay vào mắt. Ngày 20 tháng 7, 2010, khi Đàm Vĩnh Hưng đang song ca cùng Mỹ Tâm tại Mỹ, một khán giả nam cải trang thành nữ, cầm cành hoa tiến đến gần sân khấu. Lúc nam ca sĩ đưa tay nhận lấy, người này bất ngờ cầm bình nước xịt thẳng vào mặt anh, khiến Mr. Đàm choáng váng và phải tạm ngừng biểu diễn. Kẻ quấy rối được xác nhận là Lý Tống, tên thật là Lê Văn Tống, một người Mỹ gốc Việt. Sau sự cố này, Mr. Đàm được bảo vệ đưa vào trong hậu trường, nghỉ ngơi khoảng 10 phút, anh trở lại sân khấu và hát liên tục 15 bài. Những người có mặt đứng lên vỗ tay nhảy theo Đàm Vĩnh Hưng để cổ vũ anh. Ông Hoàng Nhật Việt cho biết, lúc đó anh vừa cảm thấy sốc vừa đau nhức vùng mặt, nhưng không cho phép mình dừng lại, vì khán giả, vì tự trọng và vì bản lĩnh nghề nghiệp. Chi Bu rời sân khấu vì khán giả phát cuồng. Chi Bu từng có một tình huống khó quên trong sự kiện Hãy Cùng Hát Vang năm 2012. Đang trên sân khấu, nữ diễn viên suýt bị té ngã bởi khán giả bên dưới bắt tay quá nhiệt tình. Cuối cùng, Chi Bu đành tháo chạy khỏi đám đông với sự giúp đỡ của ban tổ chức. Tuy nhiên, vì bị khán giả vây quá đông và mệt mỏi, nên Chi Bu đã ngất lịm ngay giữa đường. May mắn có người nhanh tay đã bế cô vào quán cà phê trong sân Mỹ Đình để sơ cứu. Duy Mạnh bỏ diễn vì bầu show bỏ trốn. Năm 2005, Duy Mạnh cũng vướng vào rắc rối khi tham gia chương trình ca nhạc tổ chức tại Nam Định. Tới sát giờ diễn, bầu show lại biến mất cùng tất cả số tiền thu được từ việc bán vé khiến chương trình rối loạn. Cho rằng ban tổ chức lừa gạt, khán giả đã ném ghế lên sân khấu, phá hủy hệ thống âm thanh. Trong số các ca sĩ đang có mặt, chỉ có Duy Mạnh quyết định tiến vào sân khấu để xin lỗi khán giả. Tuy nhiên, anh bị một số khán giả quá khích hiểu lầm và ném ghế vào lưng. Cuối cùng, anh phải gọi cảnh sát nhờ hỗ trợ thoát khỏi đám đông. Thu Trang bỏ diễn vì sợ khán giả tấn công. Thu Trang kể một lần về miền Tây diễn,
chứng kiến đồng nghiệp bị khán giả ném đá. Dù chưa đến lượt mình, nhưng nữ diễn viên hài đã gặp bầu xô để từ chối diễn. Lần khác tới miền Trung, cảnh khán giả phá rào ào ào vào sân khấu mà không lấy vé khiến Thu Trang khiếp sợ. Cô cho biết bảo vệ không thể can ngăn được khán giả vào sân khấu thì sao bảo vệ được diễn viên. Vì thế tôi cũng hủy show, biểu diễn ở nơi khác ngay,